Đại tá Nguyễn Hữu Quang, tổng giám đốc hệ thống khách sạn Victory, vị thuyền trưởng đã chèo lái con thuyền Victory vượt qua sóng gió trong cơn khủng hoảng kinh tế để cập bến Vinh Quang. Tổng giám đốc rất xứng đáng được vinh danh danh hiệu cao quý như bản lĩnh doanh nhân và nằm trong top 50 doanh nhân ưu tú đất Việt. Trong xu thế hội nhập thế giới, ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần mang lại nguồn lợi lớn cho ngân sách quốc gia du lịch phát triển kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác tiêu biểu là ngành kinh doanh khách sạn